Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại với dạng video về top son. Và chủ đề ngày hôm nay thì sẽ là top son MLBB. Đây là một chủ đề mà mình được mọi người yêu cầu khá là nhiều từ rất lâu rồi. Trong video này thì mình sẽ sử dụng cushion mình mê nhất tới thời điểm hiện tại. Đó chính là cushion nhà Lam Cosmetic nha. Đây là loại màu trắng dành cho da dầu, dùng cực thích luôn ý. Thỏa son đầu tiên mình có ở đây đến từ nhà Misa. Đây là bạn Misa De Rue Velvet. Màu này thì là màu Rental Rose. Thiết kế cây son thì cùng với tông màu son bên trong nhìn vô cùng đơn giản nhưng mà cầm lên thì rất là nặng tay và cảm giác rất là xịn luôn ý. Về phần màu son thì đây là tông màu hồng hơi pha một chút đỏ. Đây thì là tông màu duy nhất trong list này không hợp với các bạn da ngăm. Sẽ rất hợp cho những cô nàng có chung da trung bình sáng ấy, cho đến sáng. Không cần đi kèm với makeup luôn nha. Nhìn sẽ rất là tôn da và kiểu bánh bèo nữ tính ấy. Về chất son thì màu son lên đậm màu đậm chuẩn này, khá là lì nên là lớp son trên môi cũng lì luôn và không hề có một chút bóng nào cả. Cảm giác son sẽ hơi ít dưỡng, vì vậy thì sẽ không hợp với những bạn mà môi khô này, môi có vảy da chết nha. Vì khi đánh lên thì sẽ cảm thấy son bị bột này, bám vào những cái vảy khô trên môi ấy. Còn các bạn nào mà môi ít khô như mình thì cứ sử dụng thoải mái, không sao này. Theo là cây son tới từ hãng khá mới của Hàn Quốc có tên là Bomb. Dòng son này thì mang tên là Bomb My Lipstick. Từ thiết kế đến chất son là mình liên tưởng đến dòng son thỏi của NARS. Thiết kế đơn giản nhưng lại rất là sang và đẹp. Màu son 806 My Rose này thì là tông hồng nút có pha một xíu đất nên là rất hợp để sử dụng hàng ngày. Nhìn rất là tự nhiên luôn ý. Tuy nhiên thì cần phải đi kèm với makeup nhẹ một xíu nha. Tông son này thì sẽ hợp với mọi tông da và nhiều kiểu makeup khác nhau nên là mọi người tha hồ sáng tạo nha. Về chất son thì đây là dạng chất son thỏi satin có nhiều dưỡng, lên màu ở mức ổn, không hề có hiện tượng bột hay là bám vảy màu. Dùng cả ngày thì vẫn không lo khô môi nên là các bạn yên tâm nha. Về độ bám màu thì tất cả các dòng son thỏi thường có độ bám ở mức trung bình này và nó kiểu ngang nhau ấy, không có quá nhiều sự khác biệt. Tiếp theo là một trong những màu son hồng đất đẹp nhất mà mình thích, đó chính là L'Oreal Rose Signature màu 129. Dòng son này thì mình đã có tới 2 video review cụ thể rồi nha. Đây là tông son hồng đất vô cùng dễ dùng, hợp với mọi tông da, không cần đi kèm với makeup. Màu son thì kiểu vừa đẹp vừa trendy nhưng mà lại vẫn rất là tự nhiên và nhẹ nhàng. Chất son thì cực kỳ nhẹ môi luôn nên là sử dụng hàng ngày còn siêu hợp nữa. Bám màu khá là ổn, tầm 5-7 tiếng tùy vào màu son với cả lớp son bạn đánh trên môi, không hề gây khô môi sau cả ngày sử dụng. Khi mà set son lại rồi ấy, thì uống nước thoải mái này hay chạm vào đồ vật thì vẫn không phải lo là son gây bẩn da nha. Cây son thứ 4 tới từ nhà Black Rue. Đây là Black Rue Effect Velvet Teen màu A15. Đây là một tông son cam đỏ đất vô cùng xinh. Đánh lòng môi thì sẽ thấy có nhiều ánh cam và đất, sẽ có ít ánh đỏ nên là vô cùng là tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng mà vẫn rất là trendy nha. Về chất son nhà Black Rue thì khỏi bàn cãi rồi. Đây là một chất son làm nên tên tuổi của nhà Black Rue tại thị trường Việt Nam. Chất son Velvet Teen lên màu tốt, không gây khô môi, có nhiều dưỡng, bám màu cũng khá là ổn. Ngoài ra thì bảng màu cũng rất là đa dạng và trendy, mọi người tha hồ lựa chọn nhé. Theo cây son thứ 5 là dòng son mới nhất tới từ nhà Maybelline. Bạn này thì có tên là Maybelline Sensational Liquid Matte. Màu mình chọn vào video ngày hôm nay thì là màu N04. Đây là một tông son hồng nút có pha một xíu đất, nó kiểu nó ngang nhau ấy, đất với nút nó ngang nhau, hợp với mọi tông da và nhiều kiểu makeup khác nhau. Tuy nhiên màu son này vì có pha nút nên là khuyên mọi người là nên kèm với makeup để tổng thể khuôn mặt của mình đỡ nhợt nhạt nha. Về chất son này thì là dạng son kem lì nên là sẽ lì sau khoảng tầm 20 giây khi mà mình tán son xong trên môi, có hơi làm lộ vân môi của mình này. Đánh lòng môi hàng ngày thì mình không thấy bị nặng môi đâu. Tuy nhiên các bạn môi khô hoặc là có vảy da chết thì sẽ không hợp với dòng son này, hoặc là mọi người cần dùng cùng với cái lip filler của Laminate nha.
Và cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay chính là dòng Sun Lemonade Perfect Couple Lip. Mình đã review khá là nhiều rồi. Màu mình chọn vào video ngày hôm nay thì là màu 02. Đây là tông màu hồng đất, rất là xinh, dễ dùng, không hề kén tông da và không yêu cầu make up nha. Màu son lên tốt này, hiệu ứng mờ lì trên môi thì cũng vô cùng là xinh. Dùng kèm với lip filler hoặc là không dùng cùng thì môi vẫn không hề bị khô. Bám màu tương đối từ 5 đến 7 tiếng. Dòng son này của Lemonade thì mình đã review rất nhiều các video rồi, nên là mọi người đã quá quen thuộc rồi đúng không nhỉ? Sammy thì hiện tại đang có chương trình Summer Sale mùa tặng 1 lớn nhất hè, diễn ra từ ngày 29 tháng 5 tới ngày 14 tháng 6. Mình sẽ để hết link thông tin sản phẩm với cả chương trình sale này ở dưới mô tả nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.